trong video clip hôm nay mình sẽ nói về chủ đề thẻ ngân hàng các bạn thấy về cái chủ đề lớn thanh toán thì đây là một cái chủ đề rất là dài và cũng là rất là quan trọng đối với ngân hàng và fintech tại vì trong mọi hoạt động chúng ta đều phải thanh toán chúng ta đều phải trả tiền trong video clip này chúng ta sẽ nói về thẻ ngân hàng thì thẻ ngân hàng là gì thứ nhất các bạn nên hiểu thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh toán và ở đây là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chúng ta có thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Thì thẻ ngân hàng là một trong các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thẻ ngân hàng sẽ được phát hành bởi các định chế tài chính. Định chế tài chính là cái gì? Financial institution. Định chế tài chính là những cái tổ chức, những cái doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính. Người ta gọi chung là định chế tài chính. Thì thẻ ngân hàng nó giúp cho ngân hàng có thể đa dạng hóa cái sản phẩm dịch vụ cung cấp và cũng như là thẻ ngân hàng đôi khi là một cái phương tiện giao tiếp, một cái phương tiện xác thực giữa người dùng, giữa khách hàng đối với ngân hàng. Chúng ta cùng tìm hiểu các cái thông tin trên thẻ. Chúng ta có mặt trước thẻ và mặt sau thẻ. Mặt trước thẻ các bạn thấy là nó có có bank branding cái số 1. Đó là cái gì? Đó là cái thương hiệu của ngân hàng. Ví dụ như là Vietcombank, ví dụ như là Techcombank, ví dụ như là Sacombank. Thứ hai đó là số thẻ. Thì số thẻ nó cũng có ý nghĩa của nó. Số thẻ, sáu số đầu nó sẽ thể hiện cái ngân hàng phát hành. Thì mỗi ngân hàng sẽ được cấp một cái mã số thẻ ngân hàng. Thì người ta chỉ cần xác định được sáu số đầu người ta sẽ biết là do ngân hàng nào phát hành ở quốc gia nào. Đó thì các bạn thấy đôi khi chúng ta thanh toán bằng thẻ chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ bị chặn. Chúng ta không thanh toán được ở ngân hàng ở một quốc gia nào đó. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta Uh, thanh toán ở trong nước Việt Nam, trong lãnh thổ Việt Nam thì các bạn không sử dụng được các cái thẻ được phát hành bởi ngân hàng nước ngoài. Chúng ta chỉ cần xác định được 6 số đầu rồi chúng ta có thể xác định rõ là do quốc gia nào, do ngân hàng nào phát hành rồi. Thì lúc đó chúng ta có thể chặn được là chúng ta cho phép các ngân hàng ở nước ngoài hay không. Thứ ba là Cardholder. Cardholder là tên người chủ thẻ. Thứ tư là Smart Chip. Thì ngày xưa chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ từ Còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng mask chip, chip thông minh Tại sao chúng ta sử dụng chip? Tại vì chip chúng ta có thể lưu trữ các cái phần mềm mini Mang tính bảo mật cho thẻ Cũng như lưu trữ khá là nhiều thông tin của thẻ Expiration date, ngày hết hạn Và payment network là ví dụ như các bạn thấy chúng Ta có Visa, Mastercard, UCB, JCB tổ chức phát hành thẻ Mặt sau của thẻ chúng ta có magnetic strip Tức là cái thẻ từ, cái giải từ Thứ hai là hologram, hiểu là cái gì cái tem chống hàng giả thôi. Cái ba là contact bank info, tức là các bạn tổng đài chăm sóc khách hàng là các bạn liên hệ trong trường hợp có xảy ra sự cố cái gì đó. Signature area, mẫu chữ ký. Security code, mã CVV, mã bảo mật. Thì bây giờ cái này mình cũng nói thêm là trong trường hợp các bạn sử dụng thẻ, chúng ta sẽ có card number. Thì 6 số đầu là liên quan tới ngân hàng, thông tin, quốc gia, phát hành thẻ. Các số sau liên quan tới số thẻ thì các bạn thấy có ba yếu tố nè, cái card number nè, cái expiration date, cái security code. Ba yếu tố này chúng ta có số thẻ, chúng ta có CVV, chúng ta có ngày hết hạn chúng ta có thể tái sử dụng, tái sử dụng số, tái sử dụng CVV. Tại vì sao? Chúng ta có thể là thấy là ở đây thẻ thường là bằng nhựa mà chúng ta không tái sử dụng chúng ta sẽ rất dễ bị ô nhiễm môi trường. Đồng thời ngân hàng cũng chỉ có một cái số lượng thẻ nhất định, một số lượng số thẻ nhất định chúng ta có thể tái sử dụng rất là nhiều lần với những tên khác nhau, với những cái ngày hết hạn khác nhau, với những CVV khác nhau, nhưng mà trên cùng một số thẻ. Đây là một cái rất là hay về mặt số thẻ. Rồi các bạn cùng tìm hiểu các loại thẻ có rất là nhiều kiểu phân loại thẻ thì cái việc phân loại thẻ đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất tài chính của nó. Chúng ta có thẻ debit, chúng ta có thẻ credit và chúng ta có thẻ prepaid hay là thẻ trả trước. Thẻ debit tiếng Việt chúng ta hay gọi là thẻ ghi nợ. Mình cũng không biết tại sao gọi là thẻ ghi nợ Tại sao mình không hiểu là vì do thẻ debit Là chúng ta sẽ sử dụng tiền trong tài khoản của chúng ta Thì ở Việt Nam các bạn hay gọi là thẻ ATM Đúng không ạ? À? Thì bản chất thẻ ATM là một cách gọi của người Việt Nam thôi Còn cái cách gọi đúng chúng ta phải gọi là thẻ debit Tức là thẻ sử dụng, thẻ liên kết với tài khoản của các bạn Và sử dụng tiền của chính các bạn thôi Thẻ credit tức là thẻ tín dụng thì các bạn thấy cái chữ tín dụng cũng nghe tới mùi vay rồi thì thẻ credit thì mỗi người sẽ có một hạn mức tín dụng và chúng ta cũng chỉ sử dụng tiền trên cái hạn mức tín dụng đó thôi và thẻ credit tức là phát sinh nợ xác tin cho vay với ngân hàng thẻ prepaid thẻ prepaid là thẻ trả trước hay gọi là thẻ quà tặng các bạn thấy cũng tương tự cái voucher mua siêu thị nó cũng tương tự như vậy ta nói về thẻ quốc tế và thẻ nội địa thì thẻ nội địa là thẻ giống giống như là tương tự thanh toán nội địa và thanh toán quốc tế thôi. Thẻ nội địa nó sẽ là do các ngân hàng trong nước phát hành và nó chỉ sử dụng trong nội bộ trong đường biên giới của một quốc gia thôi. Thẻ quốc tế là những thẻ do các cái tổ chức thẻ quốc tế ví dụ như là JCB, ví dụ như là Mastercard, ví dụ như là Visa thì người ta sẽ phát hành trên toàn cầu, người ta có thể sử dụng trên toàn cầu để mà thanh toán trên toàn cầu. Ngoài ra còn có dạng thẻ đồng thương hiệu tức là thẻ liên kết giữa ngân hàng hay là các tổ chức tín dụng, các tổ chức định chế tài chính và một cái thương hiệu nào đó để mà thực hiện các cái ưu đãi. Thực ra nó chỉ là một là thẻ debit, hai là thẻ credit, ba là thẻ prepaid thôi, nó cũng như đó thôi. Nhưng ngoài ra nó có thể thực hưởng một số cái ưu đãi khi chúng ta thanh toán. Ví dụ ở đây các bạn thấy giống Cofapmart và Vietcombank thẻ đồng thương hiệu giữa Cofapmart và Vietcombank. Thì khi đó ví dụ như là các bạn có thể dùng thẻ này khi mua sắm với Cofapmart có thể được giảm giá 10% chẳng hạn. Về tổ chức phát hành thẻ thì đây thật ra bản chất các bạn hiện hiểu tổ chức phát hành thẻ là những tổ chức liên quan tới cổng thanh toán. Mình sẽ nói cái việc cổng thanh toán, việc thanh toán qua các cái hệ thống ngân hàng, fintech ở những cái video clip sau. Thì ở đây các bạn thấy những tổ chức này nó sẽ giống như là những cái liên minh. Nó liên kết lại những cái thẻ với nhau và các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể thanh toán ở trong những cái máy post, trong những trong những cái nơi chấp nhận thẻ có trong hệ thống liên minh này chúng ta có các liên minh visa, mastercard, unionpay, jcb, american express và nhiều các liên minh nhỏ khác nhưng năm liên minh này là năm liên minh thẻ lớn nhất về hệ thống thẻ chúng ta sẽ có các thành phần một là switching hai là card management ba là fraud analyzer và bốn là card factory Thì switching là để định hướng cái việc giao dịch thẻ Card management là để quản lý thẻ, quản lý số thẻ, vận hành thẻ. Fraud analyzer là để phát hiện các giao dịch đáng ngờ khi sử dụng thẻ. Tại vì các bạn thấy ở đây là giao dịch online, phát hiện các giao dịch đáng ngờ ví dụ như là nguy cơ về mặt cướp thẻ, nguy cơ về mặt lộ số thẻ và có những thanh toán đáng ngờ ở nước ngoài. Và cuối cùng là card factory tức là cái nơi dập thẻ, cái nhà máy dập thẻ thôi nghe nhà máy cạnh dập thẻ nghe ghê chứ thực sự cái khạc factory này nó chỉ trong một căn phòng cỡ 20 mét vuông trong đó có những cái máy dập thẻ có những cái máy tự đóng gói thẻ tự xử lý mạng pin vân vân tại sao chúng ta phải tự động tại vì chúng ta sẽ hạn chế những cái nguy cơ về mặt thất thoát thông tin thất thoát dữ liệu nguy cơ về mặt các cái nhân viên ngân hàng dập thẻ người ta có thể cướp thông tin và người ta có thể thanh toán bất hợp pháp qua bài này, mình muốn giới thiệu cho các bạn về các loại thẻ, các cái sơ bộ về hệ thống thẻ. Trong các video clip tiếp theo, mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn về các cái hệ thống thanh toán. Thanh toán qua ngân hàng, thanh toán qua thẻ, thanh toán qua ví, các cái giao dịch online vân vân thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái luồng thanh toán của ngân hàng Cái việc xử lý thanh toán của ngân hàng và phiên tác nó như thế nào Hy vọng sẽ giúp được các bạn Hai lúa chào các bạn